Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho công ty cổ phần may Lê Trực sau hơn 5 năm đình chỉ xây dựng và phong tỏa. Hiện toàn bộ chốt bảo vệ của cơ quan chức năng tại công trình đã rút, vận thăng và cầu tháp phục vụ cưỡng chế cũng được tháo dỡ. Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Lê Trực, chủ đầu tư đã chuẩn bị nhân lực, vật lực và các phương án để có thể thi công phần còn lại. Một số hạng mục văn phòng, chỉnh trang cảnh quan có thể hoàn thành sau, còn khối căn hộ sẽ hoàn thiện bàn giao cho người mua nhà trước Tết Nguyên đán 2021. Với trường hợp người mua căn hộ ở tầng 18 bị phá dỡ, chủ đầu tư đưa ra 3 phương án. Người mua có thể chọn một căn hộ khác trong quỹ căn hộ chưa bán tại tòa nhà 8B Lê Trực, nhận căn hộ ở dự án khác của chủ đầu tư hoặc là chủ đầu tư hoàn tiền mua nhà cho khách hàng. Vào dịp cuối năm, lượng người nhập cảnh vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng chống dịch, cách ly người nhập cảnh ngay tại cửa khẩu luôn được các lực lượng chức năng chú trọng và làm tốt. Ghi nhận của phóng viên VTC tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. 8 giờ sáng, người nhập cảnh từ Lào về Việt Nam bắt đầu có mặt tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau khi được phân loại, tất cả sẽ được đưa vào lán trại tập trung để khử trùng, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Sau khi đón dấu hộ chiếu, người nhập cảnh sẽ được bàn giao, đưa về cách ly tập trung tại huyện Kỳ Anh. Còn với các tài xế thì buộc phải quay đầu, đổi người ngay tại cửa khẩu. Dịch Covid này thì không phải là các cái dấu hiệu bệnh, có thể những người mà bắt đầu mới ủ bệnh á, thì dấu hiệu lâm sàng thì chưa chắc hẳn họ đã có biểu hiện đó. Nhưng mà trong cái khâu này là chúng tôi sẽ là cách ly tập trung, là tức là cách ly là bọn chúng tôi sẽ là tập trung lại một chỗ, và những người nhập cảnh về là chúng tôi sẽ cho sát khuẩn này, tay này, rồi là các cái vật dụng này, rồi là đeo khẩu trang và tập trung một chỗ và chuyển về trực tiếp nơi cách. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã lập 12 chốt kiểm dịch cố định, 2 tổ tuần tra lưu động chốt chặn tại các đường mòn lối mở và hai bên cánh gà khu vực cửa khẩu Cầu Treo, kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép. Thời gian vừa qua thì trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện được 8 vụ đến 24 đối tượng lần lợi dụng lẩn trốn trên phương tiện, trên các hầm, ra cầu các thanh để trốn đến nhập cảnh cách ly trái phép. Trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đã tổ chức tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện đến hai bên cánh gà, đảm bảo yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới. Từ ngày 18 tháng 3 đến nay, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tiếp nhận hơn 18.000 người nhập cảnh vào Việt Nam. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch nên đã kịp thời phân loại, cách ly sớm với những trường hợp nhiễm dịch, không để lây lan trong cộng đồng. Bộ đội phòng tỉnh đã tăng cường các lực lượng của cơ quan và các cái đơn vị khác cho những cái đơn vị trọng điểm như là cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các cái đường mòn lối mở của các cái đơn vị khác, để làm sao mà nâng cao, hỗ trợ cho cái lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên các cái tuyến đầu của Tổ quốc, làm sao là ngăn chặn, không để cho cái dịch bệnh để lây lan vào trong nội địa ngay từ trên biên giới. Nhằm đáp ứng với nhu cầu người nhập cảnh tăng cao vào dịp cuối năm, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã xây dựng phương án thành lập tổ tiếp nhận gồm 9 người, có thể tiếp nhận 2.000 người nhập cảnh mỗi ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức thông tin xung quanh đề xuất điều chỉnh nội dung nhiều cuốn sách giáo khoa lớp 1 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đây là những nội dung do đội ngũ tác giả chủ động rà soát trên cơ sở lắng nghe những phản ánh của dư luận. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngày 30 tháng 11, Bộ này nhận được văn bản báo cáo công tác rà soát sách giáo khoa lớp 1 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong báo cáo này, nhà xuất bản đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 thuộc 4 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Kết quả rà soát bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống phải chỉnh sửa nhiều nhất với hơn 37 trang, tập trung ở 2 tập sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 và sách giáo khoa giáo dục thể chất lớp 1. Những bộ sách giáo khoa khác như Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản đề xuất điều chỉnh ở 7 trang sách giáo khoa môn tiếng Việt tập 1 và môn tiếng Anh, trong đó sách giáo khoa tiếng Việt tập 1 sửa lỗi ở 5 trang. Bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực điều chỉnh nội dung ở khoảng 24 trang cho các môn học. Bộ sách giáo khoa Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục có 1 trang trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 tập 1 phải đề xuất điều chỉnh. Đây là những nội dung do đội ngũ tác giả chủ động rà soát trên cơ sở lắng nghe phản ánh của dư luận nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức dạy và học.
Được biết, 4 bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm khoảng 70% thị phần sách giáo khoa lớp 1 mới. Các bộ sách khác cũng đang được các nhà xuất bản triển khai rà soát và hiệu đính theo quy định. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu Khát vọng Việt Nam, trao giải thưởng Quả cầu vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020. 10 tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài nước cùng 20 nữ sinh chuyên ngành khoa học công nghệ thuộc các trường đại học trên toàn quốc đã được vinh danh tại buổi lễ trao giải này. Quả cầu vàng là giải thưởng thường niên dành cho các thanh niên tiêu biểu, những tài năng trẻ xuất sắc của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ dưới 35 tuổi. Năm nay xuất hiện nhiều hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nhiều cơ sở nghiên cứu đào tạo uy tín ở nước ngoài như Canada, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong đó nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. Khi thống kê những người mà được giải quả cầu vàng từ năm 2003 đến nay, chúng tôi thấy rằng hầu hết những người được lĩnh giải đều là những học sinh, các nhà nghiên cứu xuất sắc đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, những cái trung tâm khoa học lớn của Việt Nam. Và hiện giờ chúng ta có thể thấy rất nhiều bạn trẻ được giải quả cầu vàng là những nhà khoa học, các nhà quản lý nổi tiếng ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cộng đồng các nhà khoa học trẻ Việt Nam nói chung, đặc biệt là các bạn đạt giải thưởng quả cầu vàng của năm 2020 sẽ là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ của Việt Nam để có thể khẳng định sức vóc trí tuệ của Việt Nam trên quy mô khu vực và thế giới và đóng góp xứng đáng cho việc hiện thực hóa cái tầm nhìn 2030 và khát vọng 2045 để đưa Việt Nam phát triển hùng cường trong thời gian tới. 10 gương mặt đặc biệt xuất sắc của giải thưởng Quả cầu vàng năm nay thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Họ chính là những nhà khoa học trẻ đầy đam mê và sáng tạo, cùng với nhiệt huyết cống hiến và phát triển đất nước giàu mạnh. Giải thưởng cũng giúp gây dựng một cái lực lượng nhà nghiên cứu khoa học trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng. Tôi tin rằng những cống hiến trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực khoa công nghệ mà còn về giáo dục đào tạo cũng như kinh tế xã hội thì chắc chắn sẽ luôn luôn hướng về quê hương. Tôi hy vọng giải cầu vàng sẽ ngày một vào cũng mạnh hơn, tạo động lực hơn cho các tài năng trẻ tiếp tục phát huy, cố gắng nỗ lực hơn nữa để phục vụ cho quê hương đất nước. Bên cạnh giải thưởng Quả cầu vàng, 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong 4 lĩnh vực là công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí cũng được vinh danh tại giải thưởng. Trong 18 năm giải thưởng Quả cầu vàng được tổ chức, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có 10 năm liên tiếp đồng hành cùng giải thưởng với mong muốn tiếp thêm nguồn động lực trong hành trình tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ Việt Nam. Chúng tôi hiểu nền tảng của việc phát triển một doanh nghiệp đó chính là con người. Và chúng tôi rất mong muốn là có thêm tài năng trẻ, những tương lai của đất nước, những người sẽ mang khát vọng Việt và mang Việt Nam ra với thế giới. Đó cũng là một sự kết nối và hội nhập với thế giới. Sau 18 năm, đến nay đã có 174 tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ được vinh danh. Những tài năng trẻ Việt Nam vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết trên con đường nghiên cứu khoa học, sáng tạo để xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Và khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.